Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 12 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Vào vụ thu hoạch, hái cà phê đem lại thu nhập khá cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về kết quả thực hiện kết luận số 36-37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Thực hiện kết luận số 36-37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã kịp thời tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, nhất quán, nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Các khâu trong công tác cán bộ luôn được coi trọng và thực hiện tốt. Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Công tác nhận xét, đánh giá thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng theo quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan. Việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý cũng được quan tâm và đẩy mạnh, thực hiện đúng quy trình, quy định và khoa học hơn, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện các kết luận số 36-37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Đó là việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ có lúc chưa thực sự quyết liệt và kịp thời. Một vài trường hợp trong quá trình luân chuyển về địa phương chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. Cá biệt có trường hợp vi phạm pháp luật. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà làm rõ thêm một số nội dung về việc bố trí, sắp xếp cán bộ đúng vị trí việc làm, trình độ đào tạo, kế hoạch và lộ trình tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong đội ngũ cán bộ, cùng một số nội dung khác. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, việc tổ chức triển khai kết luận số 36-37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà thực hiện đầy đủ và bài bản theo các quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn cần được điều chỉnh, bổ sung. Đồng chí Phạm Đức Châu nhấn mạnh, công tác quy hoạch cán bộ phải được thực hiện khách quan, chính xác và đặt trong hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt, phải tập trung vào việc tạo nguồn để bổ sung vào quy hoạch. Một cái căn bệnh chung của chúng ta hiện nay đào tạo chủ yếu để thỏa mãn với mặt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn cứng, tiêu chuẩn cân, tức là bằng cấp, có bằng cấp. Thì cái này cũng phải khuyết điểm là từ cả nghề học, rồi khuyết điểm của nơi cử đào tạo, kể cả khuyết điểm cơ quan đào tạo. Đào tạo nhưng mà không vì mục đích là nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, mà chỉ vì mục đích là tiêu chuẩn hóa. Cái này chúng ta chưa khắc phục được. Và lại Đông Hà phải làm sao đó có một cái bàn chuyên đề cái chỗ này. Hôm vừa rồi tỉnh thì Thường vụ Tỉnh ủy có thay đổi đấy, giống đào tạo thạc sĩ được đấy là có cấp tiền không cấp tiền. Ai thì được Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Ủy ban tỉnh cấp tiền đi học. Là những ngành lĩnh vực mà tỉnh cái cần phải đào tạo. Đấy. Chứ không phải như trước đây là cứ đi học là cấp tiền còn. Chúng ta bây giờ đã không đưa vào quy hoạch những người không đủ bằng cấp rồi. Thế thì còn tại đào tạo cái gì nữa? Nếu như không là đào tạo để nâng cao trình độ. Nếu chúng ta làm tốt công tác quy hoạch rồi, đại học chính quy rồi, đúng không ạ? Thì cần gì phải đi đào tạo đại học gì khác nữa. Tập trung vào đào tạo cho họ những thực tiễn, đó là luân chuyển. Đào tạo cho họ những kiến thức để nâng cao về kỹ năng, về phương pháp, về đạo đức. Đó là đào tạo. Còn ai mà chưa thiếu tiêu chuẩn cái gì? Một vài cái chứng chỉ, một vài điều kiện thì chúng ta đào tạo. Mà cái đó là chủ yếu cũng là từ đào tạo là được thôi. Giống như ngoại ngữ, tin học. Đấy. Rồi bồi dưỡng về nghiệp vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu cũng đề nghị Thành ủy Đông Hà tập trung quản lý tốt về biên chế cán bộ, đồng thời tiếp tục phát hiện thêm những vấn đề còn bất cập
để đề xuất sửa đổi và bổ sung. Cũng chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp. Tham dự có đồng chí Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tất cả 22 trên 22 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm GRDP năm 2017 tăng trên 7% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 39 triệu đồng, tăng 5,5% so với năm 2016. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017 đã vận động được 35 dự án và viện trợ phi dự án với tổng giá trị cam kết trên 7 triệu đô la Mỹ. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 12.500 tỷ đồng. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện chế độ chính sách đối với thương bệnh binh, người có công, gia đình liệt sĩ luôn được quan tâm. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ước giảm 1,7%. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đã trình bày những báo cáo về các nội dung như tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản, thu ngân sách, công tác chuẩn bị triển khai vụ đông xuân năm 2017-2018, biện pháp khắc phục hậu quả bão lũ, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7 đến 7,5% so với năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40 đến 42 triệu đồng. Đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tổng quát như tập trung triển khai thực hiện các chương trình dự án trọng tâm chưa hoàn thành trong năm 2017 và đã được xác định trong năm 2018 tại chương trình hành động số 26 của tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết đại hội thứ 12 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và kết luận số 49 ngày 6 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 16 về xây dựng và phát triển khu kinh tế Đông Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2017, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, giáo dục. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý. Lãnh đạo các sở, lãnh đạo quyền để bám sát, kiểm tra, xử lý những vướng mắc, đôn đốc để giải ngân được cái nguồn vốn xây dựng cơ bản. Đặc biệt là những nguồn vốn mà chỉ có cái giới hạn giải ngân đến 31 tháng 12. Thứ hai là ngành nông nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai cái vụ đông xuân. Đó là giống, là phân bón, liên thời vụ và cái hỗ trợ kỹ thuật để mà mở rộng cái diện tích lúa chất lượng cao. Cùng với việc này thì phải có cái chú ý để chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong cái mùa mưa lạnh này. Thứ ba, ngành công thương cần phải có kế hoạch sớm để có giải pháp bình ổn giá, cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho người dân trong dịp Tết này. Ngành tài chính và ngành thuế đôn đốc, ra soát và tích cực để thu đúng cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra, bảo đảm trong năm 2017 này phải thu đạt 100% như là có cam kết với là hội đồng tỉnh ủy trong cái phiên họp vừa mới diễn ra. Đối với vấn đề lao động việc làm, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xuất khẩu lao động, tăng cường đào tạo nghề. Về giáo dục, cần có chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng. Ngành y tế cần tăng cường theo dõi, kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra, chuẩn bị công tác chữa bệnh, cấp cứu cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Đối với nhiệm vụ quốc phòng, cần tập trung công tác tuyển quân, đảm bảo số lượng và chất lượng từ đây đến cuối năm.
Đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, chiều nay đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6. Theo kế hoạch, Đại hội Hội cựu chiến binh Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017. Các đại biểu đã trao đổi một số nội dung liên quan đến phong trào, hoạt động nổi bật của cựu chiến binh Quảng Trị để chuẩn bị tham gia phát biểu ý kiến tại đại hội, trong đó lưu ý hoạt động đối ngoại nhân dân trong lực lượng cựu chiến binh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá cao những đóng góp của Hội cựu chiến binh Quảng Trị trong thời gian qua đối với các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương. Đồng chí mong các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm và truyền thống bộ đội Cụ Hồ để tham gia phát biểu xây dựng văn kiện đại hội, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng chí cũng yêu cầu Hội cựu chiến binh tỉnh cần thông báo rộng rãi trong các cấp hội để hội viên theo dõi đại hội trên kênh truyền hình được phát trực tiếp trong quá trình đại hội diễn ra. Sáng nay, Huyện ủy Đắk Rông đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo 4 chuyên đề quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Trong đó, chuyên đề một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhanh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Chuyên đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyên đề tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và chuyên đề công tác dân số trong tình hình mới. Sau khi tiếp thu tại huyện, các địa phương, đơn vị và các chi đảng bộ trên địa bàn toàn huyện tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng trong các cơ quan đơn vị. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nắm vững các nội dung của nghị quyết, qua đó góp phần xây dựng đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hôm nay, Đại hội Công đoàn huyện Hướng Hóa lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo điểm. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên gắn với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thành lập mới 16 công đoàn cơ sở, kết nạp mới được 748 đoàn viên. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn luôn được triển khai hiệu quả. Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi, động viên 335 công nhân viên chức lao động khó khăn với số tiền trên 134 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 16 nhà ở máy ấm công đoàn với số tiền 460 triệu đồng. Các chương trình tháng công nhân, Tết sum vầy phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia. Qua đó phát huy vai trò là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trên địa bàn. Kế thừa những thành quả đạt được, đại hội đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, đề ra các giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới với phương châm vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng quê hương Hướng Hóa giàu đẹp. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã tín nhiệm bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Học tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa trong nhiệm kỳ 2018-2023. Huyện Hải Lăng, Triều Phong và Vĩnh Linh vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018. Năm 2018, huyện Hải Lăng tập trung thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa để xây dựng cánh đồng lớn theo hướng ít hộ tham gia, phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển mạnh kinh tế vùng cát và vùng đồi, chuyển đổi sinh kế bền vững, nâng cao hiệu quả nuôi trồng đánh bắt hải sản ở vùng biển. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 8,25 vạn tấn, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9.200 tấn, nâng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 72 triệu đồng trên 1 hectare. Với mục tiêu nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, huyện Triệu Phong phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 61.980 tấn, đưa giá trị nông lâm thủy sản đạt 1.156 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên, huyện Triệu Phong tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất thâm canh theo hướng canh tác tự nhiên, đảm bảo an toàn sinh học, không ngừng nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả và giá trị nông sản hàng hóa. Rút kinh nghiệm những điểm còn hạn chế trong sản xuất nông nghiệp năm 2017,
huyện Vĩnh Linh sẽ tập trung vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bố trí cơ cấu giống và khung lịch thời vụ phù hợp, huy động tối đa nhân lực và phương tiện kịp thời bước vào vụ sản xuất để tránh những diễn biến bất thường của thời tiết, tăng cường tuyên truyền vận động để các địa phương, các hợp tác xã cùng bà con xã viên có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để quyết tâm thực hiện thắng lợi vụ sản xuất đông xuân 2017-2018. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào khoảng giữa tháng 10 trở đi, trên địa bàn huyện Hướng Hóa cần nhiều nhân công để hái cà phê cho kịp thời vụ. Với nhiều lao động phổ thông, việc thu hoạch cà phê cũng được xem là một nghề trong lúc nông nhàn. Nhờ đó mà nhiều người dân có thêm chút ít vốn liếng để về quê làm ăn, trang trải cuộc sống. Sau khi bà con nông dân thu hoạch xong vụ hè thu, thì cũng là lúc cả vùng trồng cà phê trên địa bàn Hướng Hóa bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, đông đảo lao động từ cả xã vùng đồng bằng và bà con dân tộc Vân Kiều Paco ở các bản làng trên địa bàn huyện Hướng Hóa cũng tích cực tham gia thu hoạch cà phê cho các nhà vườn. Mỗi ngày trừ chi phí ăn ở, mỗi lao động được chủ vườn trả khoảng 180.000 đồng một ngày, đến lúc cao điểm tăng lên 200.000 đồng một ngày. Sau mỗi mùa cà phê, chị em chúng tôi có thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này chúng tôi gom góp để mua sắm phương tiện sản xuất hoặc giải quyết những công việc lớn khác của gia đình. Khi hoàn thành việc đồng áng ở quê, thì tôi lên đây để hái cà phê để thêm thu nhập cho gia đình hơn một tháng. Đây là gia đình chăm lo nơi ăn chỗ ở rất tốt. Trung bình mỗi vụ thu hoạch cà phê, huyện Hướng Hóa đón hàng trăm lao động từ cả xã vùng đồng bằng lên đây hái cà phê để cải thiện thu nhập. Mặc dù là lao động phổ thông, nhưng mỗi người hái đều cần phải có kinh nghiệm. Nếu hái không đúng cách, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị thu hoạch trong những vụ mùa sau. Vì vậy, không những có thêm việc làm, thu nhập, nhiều lao động phổ thông là lực lượng góp phần giúp cho các nhà vườn thu hoạch cà phê kịp thời vụ, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Người hái thì tôi thường có những chọn những người có kinh nghiệm thu hái nhiều năm đó, vì có những lên ở gia đình tôi thì rất nhiều năm, mà đến có những mà đến năm thì họ sẽ lên lại và có những phụ giúp gia đình. Mặc dù Hướng Hóa vẫn còn là một huyện khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều công việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cần lao động phổ thông. Đây cũng là lĩnh vực tạo ra công ăn việc làm tương đối ổn định đối với nhiều người trong tỉnh. Tiếp theo là một số tin tức khác. Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đã có buổi kiểm tra về công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tại thành phố Đông Hà. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Đông Hà tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với thực tiễn địa bàn, tiến hành kiện toàn Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, sơ kết nhân rộng các mô hình hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả. Đối với các kiến nghị đề xuất, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo 10 năm thực hiện luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong 10 năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức quán triệt phổ biến nội dung của luật và mở các lớp đào tạo về công tác tiêu chuẩn hóa, hệ thống quản lý. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp như nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý, mô hình công cụ cải tiến năng suất chất lượng, đồng thời đầu tư cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn quy trình kỹ thuật, xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tại hội thảo, các tham luận đã đi sâu phân tích và chỉ rõ một số vướng mắc tồn tại, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và mọi người dân, tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ hoạt động các cơ sở sản xuất kinh doanh, chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là hàng hóa lưu thông trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.